Hà lại có bạn đi đâu, làm gì, cùng ai? Hãy bắt tay cùng Nephi làm ít nhất một điều ý nghĩa nhé. Xã Hưng Thạnh là một trong 13 xã của thị trấn huyện Tháp 10, một trong ba xã nằm ở phía bắc An Phong, cách trung tâm huyện Tháp 10 25 km, là một trong hai xã của huyện Tháp 10 vẫn còn chưa được công nhận là xã nông thôn mới. Điều kiện kinh tế còn khó khăn, người dân thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tập trung ở xã khá đông. Với mong muốn tiếp bước cùng các em nhân mùa tự trường 2017-2018, ban tổ chức chương trình trao học bổng cho các học sinh hiếu học có hoàn cảnh khó khăn, mong được chia sẻ phần nào nỗi lo lắng của gia đình, tạo duyên lành phát triển các mầm non tương lai của đất nước. Nếu thầy rất may mắn và vinh hạnh được đồng hành với bác cháu từ tâm để một phần nào đó góp vào công sức của mình giúp các em có thêm một điều kiện để đến trường. Và hy vọng thông qua chương trình lần này, Nếu thi cũng mong muốn kêu gọi các anh chị, các bạn bè gần xa hãy sát cánh cùng chúng tôi. Xin chào các bạn, mình tên là Liên, là sinh viên năm 3 trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh. Mình biết đến chương trình Bát Cháo Từ Tâm thông qua Facebook. Và tháng 8 sắp tới thì chương trình Bát Cháo Từ Tâm sẽ tổ chức chuyến đi tới Đồng Tháp để tặng quà cũng như là trao các phần học bổng cho các em học sinh. Thì mình cảm thấy đây là một chương trình rất là hay và ý nghĩa, không chỉ hỗ trợ về mặt vật chất mà còn tạo ra một cái động lực rất là lớn cho các em học sinh tiếp tục con đường đến trường của mình. Và mình hy vọng cộng đồng sẽ chung tay và đóng góp cùng với chương trình Bát Cháo Từ Tâm. Nếu như bạn là các bạn trẻ, bạn có nhiệt huyết và yêu thích các hoạt động tình nguyện thì hãy đồng hành cùng chương trình Nét Healthy để tạo ra một cái cộng đồng tích cực để chúng ta có thể đóng góp một phần giá trị nào đó cho chương trình Bát Cháo Từ Tâm. Sắp tới tháng 7 thì Nét Healthy sẽ tổ chức rất là nhiều sự kiện, các bạn hãy chờ đón nhé. Cảm ơn các bạn, chào tạm biệt. Cảm ơn tất cả các bạn, mình tên là Nguyễn Tân Hải, hiện là co-founder của Nét Healthy. Thì lần này Nét Healthy rất là may mắn được đồng hành cùng với câu lạc bộ Bát Cháo Từ Tâm để có một chuyến là thực hiện tại huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp. Thì theo được biết thì đây là một trong những cái huyện rất là nghèo ở tỉnh Đồng Tháp, đặc biệt là các em học sinh rất là khó khăn trong việc để đến trường. Và với mong muốn tiếp bước tương lai cùng với Bát Cháo Từ Tâm thì Nét Healthy rất là hy vọng sẽ được đồng hành cùng với các bạn, các anh chị trong cái chuyến đi vào ngày 6 tháng 8 lần này. Và đặc biệt để đồng hành tốt cho chương trình Bát Cháo Từ Tâm và đóng góp nhiều hơn nữa tấm lòng của mình đến cho các em nhỏ Nét Healthy, rất là mong muốn kêu gọi các anh chị để đồng hành cùng với Nét Healthy. Thì ngày 2 tháng 7 lần này là chủ nhật tới, Nét Healthy có tổ chức một chương trình quyên góp cũng như là hoạt động để chúng ta cùng nhau xây dựng, đóng góp, tham gia những hoạt động chúng ta góp phần tạo thêm nhiều món quà, nhiều giá trị hơn nữa cho các bạn, các em nhỏ ở huyện Tháp 10, Đồng Tháp. Rất mong là các bạn ngày 2 tháng 7 này hãy đến và đồng hành cùng với Nét Healthy. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.